soi kèo, nhận định bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh với Hà Nội. 19 giờ 15 phút ngày 23 tháng 3, trận đấu tâm điểm của vòng 5 V-League sẽ là cuộc đối đầu trên sân Thống Nhất giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau khởi đầu không mấy suôn sẻ ở những trận đấu đầu tiên, Hà Nội đang dần cho thấy sự trở lại của mình với hai chiến thắng liên tiếp ở hai vòng đấu gần nhất trước lần lượt Hải Phòng và Đông Á Thanh Hóa. Ngoài ra, cũng nên nhớ rằng đội bóng thủ đô vẫn luôn là một đối thủ rất khó chơi trong các trận đấu sân khách. Cụ thể, họ chỉ để thua vỏn vẹn đúng 1 trên tổng số 10 chuyến hành quân xa nhà ở mùa giải trước. Đặc biệt hơn, thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm còn cùng với DKVD Vietten là hai đội duy nhất ở giai đoạn 2 V-League 2020 không để thủng lưới bất cứ một bàn nào khi phải rời xa hàng đẫy. Về phía Thành phố Hồ Chí Minh, không thể phủ nhận rằng tinh thần của họ đang lên rất cao sau chiến thắng đầy kịch tính 1-0 trước Sài Gòn FC hôm 19 tháng 3 vừa qua. Mặc dù vậy, nên nhớ rằng Hà Nội chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi đối với đội bóng miền Nam. Bằng chứng là họ đã để thua tới 8 và chỉ sở hữu vỏn vẹn 1 chiến thắng trên 10 lần gần nhất chạm trán đội bóng thủ đô tính trên tất cả các đấu trường. Hơn thế nữa, theo nhiều chuyên gia nhận định, việc mất đi ngôi sao công phượng người là vua phá lưới nội của V-League 2020 với tổng cộng 6 bàn THAG dù chỉ ra sân vỏn vẹn 12 trận cũng là nguyên nhân chính khiến sức mạnh của đội chủ sân Thống Nhất suy giảm đi đáng kể và khiến họ khó có thể cạnh tranh được với những Vietten hay chính Hà Nội trong cuộc đua vô địch. Tổng hợp những thông tin trên, chuyên gia soi kèo nhận định cơ hội chiến thắng của Hà Nội là rất cao. Soi kèo tài xỉu Thành phố Hồ Chí Minh với Hà Nội. Lịch sử chỉ ra rằng có đến 6 trên 7 trận đấu gần nhất giữa hai đội kết thúc với trên 2 bàn thắng được ghi. Vì vậy, người chơi nên chọn đặt cửa tài để có cơ hội ăn điểm cao hơn. Chọn Hà Nội, soi kèo hiệp 1 Thành phố Hồ Chí Minh với Hà Nội. Với lợi thế sân nhà, Thành phố Hồ Chí Minh nhiều khả năng sẽ sớm giành được thế chủ động và đẩy đội khách vào thế phải bám đuổi khi 45 phút thi đấu chính thức đầu tiên kết thúc. Chọn Thành phố Hồ Chí Minh, dự đoán tỷ số trận đấu, Thành phố Hồ Chí Minh 1-3 Hà Nội. We'll be right back.